Ôi, anh em xin ơi, cho tôi hỏi, xung quanh đây có nhà vệ sinh không? Cái gì vậy trời? Cháy hết à? Này, mình... Dạ, em bán đồ cổ, em không phải ăn xin. Trời ơi, xong nói từ sớm. Thôi thôi, trả tiền đây. Đi vệ sinh à? Ừ. Không có, bữa này không có rồi. Chịu không nổi nữa rồi. Thôi, chịu khó nè, xác bên này nè, không có bãi đất trống á. Lẹ đi, lẹ có đi, trời. À, này, tôi vừa nhặt được cái này. Anh xem có bán được không nhá. Lát tôi quay lại. Ủa anh bán gì ở đây vậy? Đủ thứ đồ hết ha, nhìn cũng hay quá. Cổ độc cổ. Giá sao? Đi, cái này nhìn hay nè. Giá sao vậy? Nhiêu anh? Cái đó không bán. Cái hàng mà không bán. Tôi thích cái đó, bộ chê tôi không có tiền hả? Không bán được. Bây giờ 8 triệu bán không? 8 triệu. Ừ. Nha. Giờ làm sao? Bán của tôi vui. Của chị kia kìa. Sao đây? Chỉ nhờ tôi bán giùm cho chị. Không phải của tôi đâu quyết định được. Giờ có bán không? Không bán phải không? Thôi vậy đi. Chị kết bạn với tôi đi. Nè, add Zalo đi. Xinh đẹp sang trọng vậy. Mà xài điện thoại vậy. Vậy lấy gì kết bạn bà nội? Điện thoại kỷ niệm cũng đồ cổ đó trời. Trời ơi. Tôi số điện thoại đi. Rồi, cầm đi. Rồi, số rồi. Có gì gọi lại cho tôi. Có gì tôi gọi cho. Ừ, thoải mái dữ. Cái lọ vừa nãy tôi gửi anh có bán được không? Bà này. Ừ. Có giá trị gì đâu. Ngồi nửa buổi ai hỏi đâu. Buông cái bé. Thế thôi, mang về. Bán đi. Giờ cái lọ này nè. Chị đem về cũng làm gì đâu có giá trị đâu. Thôi chị bán lại tôi đi. Rồi. 4 triệu. Nhanh. Mắc gì vậy? Mắc cái gì? 4 triệu mà mắc. Thôi 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 thôi. Thôi. Quang. Mua 4 triệu. Bán 8 triệu. Là 4 triệu. Mà thôi nào rồi. Có bán không? Rồi. Nhanh không đổi ý. Ghi số tài khoản chị vô đây đi. Xong nha. Bán rồi nha. Rồi. Đổi ý à? Làm gì vậy? Cái gì mà nói. Đổi ý lại vậy? Lúc nãy tôi ở trong kia. Tôi nhặt được cái này hay lắm. Tôi nghĩ là nó sẽ hợp với cái lọ của anh đấy. Tên tay tên. Đấy không? Hey.